Và rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series ARK cùng với mod Pokemon. Và ở trong tập trước đó các bạn, thì mình đã tìm ra được cách để tiến hóa đó các bạn, tiến hóa lên hệ Mega cho mấy em Pokemon của mình đó các bạn. Thì mình đã tiến hóa được con rùa nước nè lên hệ Mega luôn các bạn, cũng như là nhân giống ra thử các bạn, được thêm một bé rùa nước nhỏ đó nè. Con này thì hồi nãy mình cũng có đi luyện cấp cho các bạn, lên được thêm rất là nhiều luôn á, cho nên sẽ cộng thêm cho nó sức mạnh vào ha. Mình đang luyện cấp cho nó các bạn để tiến hóa lên cấp 2, luyện thật là cao luôn để tiến hóa cho nó lên. Và trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ đưa nó theo luôn các bạn. Thì ở tập trước đó thì cũng có khá là nhiều bạn kêu mình á là tiến hóa thử cho cái con nha rồng này các bạn, con rồng lửa nè, Charizard này nè, lên hệ Mega. Cho nên trong tập ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ làm một chuyến đi các bạn, để mình đi săn ha, mình tìm vật phẩm đá Mega để tiến hóa cho em nó luôn. Nhưng mà trước khi đi á thì mình sẽ chế tạo cho mình cái bàn dịch chuyển đi các bạn, để đi đi dài dài cho nó thuận tiện hơn nha. Xong này các bạn, học hết luôn đi ha. Chế tạo thì chắc là trên người của mình thôi, lâu quá là không chế tạo cái này ha. Bấm một cái thôi, chế tạo cái này với lại một cái remote luôn các bạn. Rồi nếu mà chế thêm một cái này nữa thì đủ không? Đủ luôn nè. Mình sẽ để một cái ở nhà đi ha, rồi một cái mình sẽ đem theo, còn cái remote này thì đem theo trên người luôn để có thể dịch chuyển dài. Và cái này thì mình sẽ để nó ở phía bên bên ngoài này đi các bạn. Đó, và đặt tên cho nó là cái khu nhà luôn. Cái này thì đặt cái nhà đi. Đó, để mình biết đây là nhà của mình. Và thử test thử cái remote một cái, thử xem coi. Đó, được này các bạn. Ok, bây giờ thì gửi em nó để lên đường thôi. Mình đem theo em rùa baby của mình đó bạn, để mà có được tìm thấy mấy con nha alpha đó, mình sẽ luyện cấp cho nó, cho đánh thử luôn. Và lần trước thì bắt được em này ở bên cái khu núi lửa đó, cho nên trong tập ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với khu núi lửa xem coi nó có spawn mấy con Mega không nha. Sẵn thì mình sẽ farm luôn nguyên liệu xem coi hôm nay có Mega bên đó không. Hy vọng là có con Mega các bạn, Mega Charizard này nè. Đó, mình đánh thì nó sẽ có cho mình cái viên đá Mega, mình tiến quá thôi. Giống như lần trước các bạn, lần trước thì mình tìm thấy được con rùa ở đây này ha, gần gần chỗ này thôi, rùa Mega. Và phía bên kia là khu núi lửa, cho nên bay vào phía bên đó luôn. Con này hình như nó đang ăn hay sao á, nghe tiếng ngoạm 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 của nó. Lần trước bắt được con Charizard này thì trên đường về mình lia hết cái đảo này nè các bạn. Hôm nay thì đó, nó lại spawn ra rất là nhiều mấy con T-Rex các bạn. Mấy con này thì mình sẽ sử dụng chiêu phun lửa thôi. Đó, sử dụng chiêu phun lửa để xử nó hết ra. Có con ngựa nữa nè, xử mấy con ngựa này luôn để mình lấy thêm mấy cái phần nguyên liệu. Và đây thì cuội một đuôi luôn á. Phun lửa một phát em nó ra đi hết các bạn. Mấy con này mình phải đánh hết mới được, để cho nó spawn mấy con của mod Pokemon. Và có con Test nữa nè, Test Red. À, Test này là Test Raptor, xử em nó luôn. Nó rớt một đống mấy cái túi đồ dưới này nè, nhưng mà toàn là mấy cái của con Engen thôi ha. Rồi thì tiếp tục qua phía bên đây thêm. Trong này có con gì đây? Con này giống giống con sư tử nè. Phun cho em nó một phát luôn, quẩy cái đuôi một phát thôi chắc là được rồi ha. Con này thì rớt cho mình được hai cái mảnh đồng tiền. Ở phía bên kia thì có con ngựa nữa nè, hai con T-Rex luôn các bạn. Phía bên đây thì có Hino, Hino đó hình như level 290 luôn đó các bạn. Nhưng mà con đó mình có rồi nha, con đó hình như là cũng không có còn tiến quá được nữa đâu, cho nên là bắt một con thôi chắc là được. Và đây thì con ngựa tính bỏ chạy nè, xử em nó luôn, lấy luôn phần nguyên liệu nè. Trên này có con Hino thì con Kano đang đánh với nó, mình sẽ vô mình phạt cho một phát hai con ra đi hết luôn, lấy luôn phần nguyên liệu các bạn. Bên đây thì chắc là phải đi vòng vòng ha, hy vọng mà sẽ spawn ra cái con nha Mega Charizard này của mình mới được. Phun cho một phát, quẩy đuôi một phát luôn. Rồi đi dọc qua phía bên đây. Ui, phía bên đây thì có cái con, ui, con Mega các bạn, Venusaur. Ui, con này mình chưa có mà nó spawn ra hẳn cái con Mega luôn các bạn. Ôi, con này mình chưa có cấp 3 ha, cho nên là chúng mình phun cho nó một phát ha, để đánh luôn. Ui da, ui bị ngất xỉu luôn rồi. Và mấy con đệ của mình nó không chịu tấn công. Ôi xong rồi, ôi tăng turbo dữ lắm luôn á. Hình như là cái phần độc của con Venusaur các bạn, nó làm cho mình bị xỉu luôn rồi. Và tụt turbo xuống từ từ nữa bạn, hy vọng là cái con Engen nó không thấy mình á. Ôi nhào vô ghê ghê. Thì ra là cái phần độc của nó làm cho mình xỉu. Và ây da, chết rồi, con Engen nó thấy mình nữa bạn. Nhưng mà mình quên để cho con Charizard nó chế độ bảo vệ mình rồi. Như đây ăn sát, hy vọng là mình sẽ tỉnh lại trước khi mà nó đánh mình chết á. May là mình mặc cái bộ giáp metal đó. Rồi hư cái tay luôn rồi. Nhưng mà còn chút xíu nữa thôi, cố lên. Mấy con này đánh mình không thiên nhê á. Nhưng mà hư hết giáp là thấy cái cảnh liền á. Sắp tỉnh rồi, sắp tỉnh rồi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi.
Ây da, tại rồi. Phục thù. Ok, một con. Con tiếp theo luôn. Ok, và rớt cho mình cái túi đồ này để xem coi có cục đá mới ra không. Đánh xong mà có túi đồ nhiều lắm các bạn. À, bên đây nè. Đây là các bạn, cục đá mây ra của con Venusaur này ha. Trời ơi, Charizard chưa có mà có của Venusaur rồi. Đúng rồi nè, mây ra Stone nè bạn, của Venusaur nè. Ok, sau này mình tìm cái con Venusaur các bạn. Mình tiến quá lên cấp 3 là mình có thể tiến quá lên cả mây ra luôn á. Cái này có con sư tử nữa nè. Tử con sư tử là một cái hạt lửa các bạn. Con rồng này của mình được cái là có chiêu hạt lửa đó mạnh, cho nên tận dụng chiêu hạt lửa luôn để mình lia hết xung quanh đây. Vậy là bên đây nó không những spawn ra con Charizard mà nó còn có spawn ra cả con mấy con Venusaur nữa ha. Vậy cứ đi vòng vòng đây luyện thôi. Đây mấy con này thì tử hết đi, mấy con này của bản mốt cũ này các bạn đó, như con chó nha, tử nó luôn. Rồi phía bên đây thì có con cá sấu da xanh nè, tử nó luôn để nhường chỗ cho spawn mấy con mới nữa chứ. Còn phía bên đây thì có mấy con này, tử nó luôn. Ok, nhảy lên phía bên trên ra đây luôn. Ủa, có con gì nữa nè, mây da đó bạn. Ôi mây da bên đây nhiều quá vậy. Con này thì con chim, à con chim mây da. Con này thì có chiêu gì đặc biệt không anh? Con này mình cũng chưa có các bạn, nhưng mà spawn nó mây da luôn nha và nó bay nhanh lắm. Ai phun 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 lửa, phun lửa chắc phải bay ra phía bên ngoài á. Phun lửa nè, ôi phun không trúng, để mình sử dụng cái chiêu chuột phải đi ha, quẩy cái đuôi cho nó để cho nó chậm lại mới được. Đó, nó chậm lại liền các bạn, nó chậm lại liền. Phun lửa cho một phát. Rồi, vẫn bay nhanh nè. Rồi, sử dụng chiêu chuột phải đi. Rồi, nó chạy kìa. Chạy nè, một phát nữa thôi các bạn. Lên đi, ok. Văng cái xác là tốt, tốt phía bên ngoài luôn. Ôi, văng ra ngoài biển luôn rồi. Không biết có đồn đây mà văng suốt ngoài luôn rồi. Trong này thì nguy hiểm quá anh, cho nên là lia hết khu vực này luôn. Con ăn gen nó ra phía bên ngoài để nó ăn thịt kìa. Quẩy cho một phát. Cái xác chìm như nước rồi, cho nên em nó ăn không được. Bay lơ lửng ở phía bên trên thôi. À, trong này thì hạt lửa cho một cái luôn. Rồi, mình sẽ cho em nó hạ cánh ở đây đi các bạn, để mình ra mình lượm thử xem người có gì không nha. Xem có đá mới ra. Đây rồi, em nó chìm tới dưới này luôn các bạn. Chết xong rồi nhưng mà không có đồ phải không? Rồi không có đồ trong người của nó cho nên mình không có truy cập cho túi đồ được rồi. Vậy là cũng hên xui ha. Hên hên đó thì mới có các bạn. Như con này nè ha, có thể ôi chỉ cặp cái túi đồ mình có thể chế tạo được đồ trong này luôn hả? Nhưng mà không có gì trong này hết à. Và trên người của mình thì có đá, viên đá này của Venusaur mà. Xem qua trên này cái có nè. Con này của mình thì vậy là không có cái cục đá mang ra cho con kia rồi, con chim rồi. Cũng hơi xui thôi. Ở đây có con này nữa, tử luôn. Vậy là mình chỉ cần đi vòng vòng cái đảo này thôi các bạn, là mình có thể tìm thấy được mấy con kiểu như Mega các loại luôn á. Đây thì mấy con ăn ghê nè, để mình lượn lượn vòng cái đảo này chắc. Rồi mình qua cái đảo kế bên luôn các bạn. Phía bên kia có nguyên cái đảo núi lửa luôn á. Bên đây thì toàn là bọ cạp với Sabentooth. Bên đây thì Hino nữa nè, Hypno nè, tử em nó luôn. Để lấy thêm phần nguyên liệu. Và vòng một phía bên đây là quay trở lại chỗ hồi nãy rồi nè. Lại tiếp tục có thêm một con Mega đó bạn, Mega Venusaur nè. Con này thì cẩn thận với nó một cái là được. Nó chết không? Ôi một phát một các bạn, con này mình phun lửa thấm lắm đó luôn á. Và xong thì nó chết xong rồi không thấy rớt cái túi đồ luôn. Người con này không có rớt cái túi đồ các bạn ơi, mà trên người em này thì cũng không có tự hút vô luôn á. Ôi vậy là cũng hên xui lắm, hên hên thì mới rớt á. Trời ơi, mới qua phía bên đây thôi là mình đánh ngay con Venusaur, nó rớt ngay cái túi luôn, hên cho mình á chứ. Bởi là sắp tới mình chỉ cần tìm cái con Venusaur các bạn cấp 3 hoặc là tiến hóa nó cho lên cấp 3 á là mình có thể tiến hóa lên cả hệ Mega rồi. Và dòng ở phía bên đây thì nó lại spawn mấy con mới nữa nè. Xuống mình xử luôn các bạn. Mấy con này chủ yếu bây giờ thì đánh lấy phần nguyên liệu thấy không? Lấy phần nguyên liệu. Hiện tại là tích trữ bữa giờ các bạn 200 mấy gần 300 cái rồi. Và em này của mình thì cũng lên cấp nữa các bạn, cộng cho nó thêm phần sức mạnh vô nữa đi anh, để đánh mạnh hơn. Và dòng ở phía bên đây thì quay trở lại chỗ cũ rồi. Mình sẽ dòng qua cái đảo này một lần nữa, xem có xuất hiện con gì mới nữa không. Không có Venusaur xuất hiện nữa thầy anh. Cho nên là xuống cái này để mình clear mấy con này luôn trước khi mà đi qua phía bên kia. Raptor, Charizard đồ. Ở đây thì có con ma nữa ha, con ma nhỏ, tử con ma nhỏ luôn. Sabentooth tử luôn. Rồi xong rồi đó bạn, cái đảo này thì cũng tạm ổn ha. Đi một vòng thôi bạn, đảo lượn trở lại thì thấy có thêm mấy con mới nữa, cho nên là clear một phát nữa trước khi qua bên cái đảo bên kia mới được. Có thêm Hino đồ nữa nè. À, giống giống Pikachu thôi chứ không phải là Pikachu. Và mình nghe tiếng bụng 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 nước các bạn,
Nghe cái tiếng bủng bủng nước là chắc chắn là gần đâu đây có cái con rùa bạn, con rùa mới ra. Cho nên là nghe tiếng bủng bủng nước nè. Nhìn nhìn kỹ kỹ xem thử là chó không. Phía bên ngoài này thì ổng chó rồi. Nghe tiếng bủng bủng nước á. Hay là qua phía bên đâu để mình vòng thêm một vòng nữa các bạn. Xem thử là chó không nha. Chắc là đâu đó gần gần chỗ này thôi. Đó, đi tới đây thì mình nghe tiếng bủng bủng nước nè các bạn. Và sau trên cái ống dòm của mình có xuất hiện cái con gì mới ra đó. Ô mà không biết nó đâu ăn. À đây nè bạn. Đây đây, nghe tiếng bủng bủng nước thì ra là nó đây nè. Đây rồi, xuống để mình phun cho nó một phát. Con này thì phải sử dụng cái chiêu chuột phải á thì mới được. Phun lửa nó không có xi nhê. Con này hãy nước lấy lửa đánh nó thì nó bị kháng rồi. Đánh nó luôn thử xem coi có. Hôm nay mình có may mắn tìm được thêm một cái viên đá Mega nữa từ nó không? Hôm nay thì không có may mắn là các bạn, nó không có rớt ra cái viên đá Mega ha. Và em này thì cũng không có tự hút vô được luôn. Vậy là cũng hên xui á. Ở tập trước đánh hai con các bạn, rớt ra hai viên đá luôn á. Còn hôm nay thì không có rớt rồi. Và sau khi đánh xong em nó thì hết cái tiếng bủng bủng rồi. Em này thì cũng lên đường luôn. Thôi, bây giờ thì mình sẽ vòng qua phía bên kia luôn các bạn. Để mình đến với hòn đảo tiếp theo luôn đi ha. Đó, đi qua đi lại. Ui, đi qua đi lại nè. Con này là con Charizard các bạn. Ôi, mới vòng qua vòng lại rồi. Nó đây nè phải không? Charizard, nhưng mà con này hãy y các bạn. Con này y, con này y. Ui, nhìn nó bay cục lửa, nhìn đẹp quá. Cho nên là xuống mình quẩy cái đuôi thạc lửa các kiểu với em nó mới được. Đây rồi. Không có con hệ ít nhưng mà xuất hiện con hệ y nè. Đó, giờ chỉ cần vòng vòng ở đây thôi các bạn là nó xuất hiện rồi ha. Quẩy thêm một phát nữa nè. Quẩy thêm một phát nữa. Rồi con này 13.000 máu. Và nó có cả turbo nữa ha. Nhưng mà nó là nó ten. Cho nên là chỉ có thể đánh hạ nó chắc là để tìm viên đá nè. Bay vào phía bên ngoài một cái. Hy vọng là mình may mắn sẽ có được viên đá của nó. Né một cái. Còn nó không thấy nó đánh mình nữa ha. Và phun thẳng mặt nó luôn. Nó có cái chiêu gì đó biến thành cái cục quả cầu giống quả cầu lửa nhìn đẹp ghê á. Và nó thì cũng màu đỏ đỏ giống mình thôi. Và nó đã chết rồi nè. Bị cháy chết luôn á. Và xem coi có đồ không. Rồi luôn, hình như không có đồ nữa các bạn. Đồ không có trên người của nó ha. Để mình lấy luôn cái xác của nó thử xem coi. Có rớt. Không có rớt cái túi đồ. Và trong này thì rồi không có viên đá Mega luôn á. Em nó cũng lên cấp nữa nè. Rồi giờ không có rồi. Nhìn kỹ ở phía bên đây xem nó có túi đồ nào rớt phía bên đây nữa không. Không có luôn bạn. Có cái túi đồ ở đây nè. Cái túi này thì chỉ là mấy đồ linh tinh thôi à. Vậy cũng không có luôn. Vậy chỉ cần đi vòng vòng đây thôi là mình có thể tìm thấy được. Hồi nãy mình thấy có xuất hiện trên cái ống dòm của mình các bạn. Có một cái con Mega gì á. Nó xuất hiện mà không biết thấy nó đâu. Để lượn thêm một vòng á. Giống giống kiểu con ong ở đây phải không. Con này nè bạn. À, con ong Mega luôn nè. Ủa bên đây toàn là Mega thôi. Rồi rớt rồi phải không? Ok em nó đã rớt rồi. Lấy luôn cái flash của nó thử xem được có gì không. Mình lại nghe tiếng bủng bủng nữa rồi. Và hình như là cũng không có viên đá Mega luôn á. Mình lại nghe tiếng bủng bủng hình như là của con rùa nước xuất hiện nữa. Liên tục spawn mấy con Mega luôn. Dọc phía bên đây thêm thử nha. Có rùa nè. Và mấy con Sabentooth cái này nhiều lắm. Rồi đi hết đi. Nhường chỗ cho mấy con mới spawn lên luôn. Bủng bủng chắc là ở ngoài ở phía bên đây thôi. Dòng lại thêm một lần nữa đó đó. Ui có con Venusaur nữa này các bạn. Venusaur Mega nữa nè. Trời ơi spawn nhanh ghê luôn á. Tính ra mấy con này cũng dễ tìm ghê á. Và quẩy cái đuôi một phát. TRS nữa nè. Và xem có đá không. Không có đá luôn. Để tìm lại thử xem có cái túi đồ của nó không nha. Nhiều khi nó không có tự hút vô các bạn mà túi đồ nó rớt ở phía bên ngoài luôn á. Nhưng mà lần này hình như không may mắn như lần trước hồi nãy rồi. Ở có con rùa luôn nè, trời kế bên luôn các bạn. 440 luôn nè. Phun vô một phát, quẩy cái đuôi. Con này quẩy cái đuôi mới được. Vẫn có hiệu ứng đốt theo phần trăm máu nữa nè ha. Nhưng mà quẩy cái đuôi thì thấm hơn. Chiêu phun lửa thì được có mấy trăm đa một hit cho con này thôi. Và xem có may mắn rớt cái túi không. Ôi không có luôn các bạn. Bên đây spawn nó nhiều con Mega nhưng mà đánh thì lại không có rớt túi đồ luôn. Không có rớt gì hết. Và dọc thêm một dọc một đợt dòng nữa các bạn. Đó lại tiếp tục có thêm một con rùa nữa nè. Và trong này thì mình như thấy có con ong nữa phải không. Đúng rồi các bạn, con ong nữa nè. Phun lửa một phát. Con ong vẫn còn sống nè. Vẫn còn sống, vẫn còn sống. Lần này thì mình sẽ quẩy cái đuôi để đánh á. Nó đánh trúng độc con rồng của mình luôn á. Và em nó đã ra đi và có cái túi đồ ở phía bên dưới. Hy vọng cái túi đồ này hình như là cái túi đồ này của con ăn game nè. Cái túi đồ con ăn game thì chỉ có mấy mũi tên thôi. Ây da, ây da. Bỏ cạp, bỏ cạp.
sứ đồ của ông Angen và tìm xem trong này. Ôi có này bạn, viên đá rồi nè, của pháp của con ong các bạn, ong nè, đây rồi. Vậy là sắp tới cũng chỉ tìm con ong nữa thôi các bạn, là có thể tiến hóa được lên Mega ha. Và mình nghe tiếng ủng 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 ở phía bên ngoài này luôn, hai con Mega luôn các bạn. Ây chà, ngon vậy, phun một phát rồi quẩy đuôi luôn, đánh hai con này thử xem coi có may mắn tìm được thêm viên đá Mega nữa không nhá. Mày cái con mà mình cần tìm thì nó hơi hiếm ha, trong khi cái con mà mình không tìm thì nó spawn lần hai con này luôn nè. Và con T-Rex lại đây luôn cưng. Đúng rồi, mình xử hết mấy con mơ dao phía bên đây đó các bạn, thì cũng chưa có con gì xuất hiện mới hết à. Cho nên là qua cái đảo tiếp theo luôn các bạn, đảo núi lửa nè. Nãy giờ lượn vòng vòng cũng lâu rồi, lát nữa mình sẽ quay trở lại các bạn. Bây giờ thì qua phía bên đây luôn. Đó, qua phía bên đây thì có thêm một con nữa nè bạn, Venusaur nữa nè. Rồi hỏi mơ ga luôn ha. Rút kinh nghiệm lần hồi nãy, nó đang phun cái khối độc đó ra thì không nên lại gần đâu. Ở đây thì mình chỉ phun ở đây thôi. Đó, phun mấy con này thôi nha. Này, con này thì quẩy đuôi một phát và nó hết khói độc rồi, thì mình sẽ vô để mình phun lửa nó một cái các bạn. Ồ, nó phun nữa kìa. Chờ nó ra phía bên ngoài đi ha. Con này thì phun một cái để lấy phần nguyên liệu luôn. Và phần khói độc của nó thì tốt nhất là không vô ăn. Vô là nằm một đống luôn á. Và đây ơi, vô được rồi nè. Phun cho một phát. Ui, vẫn bị á. Vẫn bị các bạn, dội ra và chết luôn nha. Vẫn chưa chết, nguyên một giáp của mình cũng đi luôn các bạn. Hình như là con rồng của mình nó đang phun lửa đó, cái nó dính mình luôn và mình bị tăng tu vào ăn. Nhìn thấy nó hết hiệu ứng vậy mà vô phun vẫn bị dính, trời ơi sao một pha tự bóp ha. Và em này thì sau khi chết xong thì cũng không có túi đồ luôn. Và em này thì của mình xem coi nó có tự hút vô không, cũng không có tự hút vô luôn ha. Em này có thịt nè các bạn, lấy ra để ăn vô một cái. Rồi nguyên bộ giáp của mình ra đi luôn rồi, và trên này thì có mấy cái đồ linh tinh thôi. Mình sẽ xuống mình lấy luôn cái xác của con này một cái đi ha, lấy luôn cái phần thịt của nó luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vô phía bên trong nữa ha, để xem coi bên đây có con Mega nào không, đặc biệt nhất là Mega Charizard các bạn. Hồi nãy có con thầy y ha, nhưng mà đánh nó thì mình không có may mắn tìm được cái viên đá tiến hóa Mega. Và vô phía bên đây hình như là ít thấy con Mega hơn rồi, chỉ còn là mấy con T-Rex đều thôi à. Trên này có nè, mấy con này thì quẩy đuôi một phát là đi, phun lửa cho một phát luôn, để nhường chỗ mấy con mới nó xuất hiện ra nữa chứ. Và mình sẽ tìm mấy con, chủ yếu là mấy con alpha đó bạn, để luyện cấp cho em rùa baby này của mình mới được. Dưới này thì chỉ con test hết nè. Còn test ai đây? Đấy các bạn, có thêm một con đây nữa nè, con alpha nè, raptor kìa. Raptor này thì 190, được nè, được nè. Mình sẽ xuống phía bên dưới để bắt đầu quăng em Pokemon của mình ra mới được. Đó, leo lên trên con này để điều khiển nó cho tiện. Và em rùa của mình đang xây. Đó, nó xây một phát 500 đam các bạn, có khi lên 800 đam luôn kìa. Nó sốc đam dữ lắm á. Đó, vô liền. Con tép rét kia nhào vô luôn nè, tấn công luôn chân. Tép rét thì ra đi dễ rồi, nhưng mà em nó chịu không nổi rồi, em nó đi rồi. Thôi thì mình sẽ xử luôn, để xem coi em rùa của mình lên được thêm bao nhiêu cấp nữa. Cho em nó ra phía bên ngoài luôn. Rồi lên được cái 6 cấp nữa hả các bạn, khiêm cho nó chút sức mạnh nó đi ha. Bây giờ phải cho em nó nghỉ ngơi thôi, giao cho bỏ cầu Pokemon luôn. Rồi đi tiếp hả các bạn, đến với những vùng đất tiếp theo để tìm thêm những con Mega nữa mới được. Bên đây thì có con suối lava, đi tới luôn để xem coi. Bên đây thì xuất hiện thêm mấy con Charizard nữa nè bạn. Ôi con Charizard này 480 luôn hả, vậy là con đực ha. Dưới này thì có thêm một con này, con alpha nữa nè, raptor nè. Ôi 190 luôn. Dưới này thì có mấy em Pokemon bình thường ha. Vậy là khu vực này cũng có thể spawn ra mấy con Mega luôn á. Và con đó thì là 400 là con đực nữa ha. Con đực thì con này của mình là con, ui là con trái luôn các bạn. Ôi vậy là bắt cái con nó đem về mình có thể lai tạo được luôn á. Con này thì 480. Lúc trước mình nhớ là mình thấy có một con ở trên này các bạn, cũng là con Charizard luôn á, nhưng mà level như mình quên mất tiêu rồi. Đó, mình quay trở lại mình coi nữa rồi, xem có con nào xịn hơn các bạn. Con dưới xịn hơn thì bắt con nhớ ha, còn con trên này thì đây đây, nó trên này nè. Con trên này thì chỉ có 360 thôi các bạn, con này không bằng con dưới rồi nha. Con dưới xịn hơn cho nên là mình sẽ thu phục con ở dưới này luôn. Và có cả Kano Alpha nữa nè, nhưng mà con rùa của mình yếu rồi, rùa mình đánh Raptor là nó yếu mất tiêu rồi, cho nên bây giờ cho nó luyện thêm không được ha. Con này bây giờ chắc là phải mình sẽ để cái bàn dịch chuyển ở đây luôn các bạn, để mình làm một chuyến đi về mình chế tạo cái bẫy giống như lần trước mình bắt con Charizard mới được. Cái bàn dịch chuyển thì để ở đây luôn.
Rồi, bấm một phát để mình dễ bạn. Đây, bấm ở nhà cái ha. Mình sẽ đẩy con mạnh đây các bạn. Chuẩn bị cây súng lưới ra là được. Còn 8 viên. Lần trước mình chế tạo, à còn 9 viên các bạn. Lần trước thì mình chế tạo 10 viên ha. Và đây. Chết, 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 bắn hụt rồi. Bắn hụt nhưng mà nó đâu rồi ha? Ủa? À đây đây đây. Nó đây nè bạn. À nó thấy cái xác con này, nó tìm cách để nó ăn thịt ra. Hàng gì? Rồi. Dĩa nồng nhắm như con này thì đỏ ăn, nhưng mà con này thì xanh nè. Dính nè. Ok, dính 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 dính. Ui ui, bắn rùa thiệt chứ. Dính rồi, rớt xuống dưới rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ xây dựng cái bẫy chỗ này hơi vướng một chút phải không? Nhưng mà cố gắng xây dựng cái bẫy chắc là được. Đó. Đó, cái phần vách lên. Ok, như vậy là nó xong bạn, cực kỳ an toàn luôn ha. Còn cái xác của con T-Rex thì mình phải lấy cái xác nó chỉ để nó vướng nè. Ok, rồi, được rồi đó. Hy vọng là em nó sẽ không có xảy ra ha. Ngon lành như lần trước là được. Bây giờ thì sử dụng cái súng này để mình tỉa đó thôi. Và em nó kìa, ghê chưa. Đó, bắt đầu dùng dãy trong cái bẫy ha. Con này bắn một phát thì lên tới tận 900 turbo một lần lận. Cho nên rất là vô turbo luôn á. Bác con này lát nữa mình dẫn về mình lai tạo nó thử các bạn. Mega thì chưa có tìm được cục đá tiến hóa, nhưng mà có con này nè. Về lai tạo thử xem coi nó đẻ ra cái giống của con rùa lần trước không nha. Mình nghĩ cho ngày chắc là đẻ ra trứng rồi. Mà 17.000 turbo hả? Turbo nó nhiều nhưng mà bên tăng lên cũng nhanh, cho nên cũng dễ. Ở đây thì mình nhanh nhanh mình bắn nó xỉu luôn đi ha. Khoảng tầm một viên nữa thôi các bạn là em nó xỉu mất tiêu rồi. Ôi, chuyển sang trạng thái bỏ chạy rồi kìa, bà thêm một phát nữa. Ok, em nó đã gục ngã các bạn. Kế bên thì có cái túi đồ của con T-Rex nãy à, thấy cái chân của nó đem về luôn. Và cho nó ăn cái quả cầu Pokemon thử xem coi có thành công ngay lần đầu tiên liền không nhá. Để em coi, trời thành công luôn các bạn, một phát một luôn ăn, thành công ngay lập tức luôn á. Và em nó thì gấp mấy cái đồ này giờ đi ha. Bây giờ thì xem coi em nó ở đây nè, quăng em nó ra thử các bạn. Này, ra đây. Đó, lên level 720 luôn hả. Con kia lần trước mình tem á thì lên level có 650, à 675 thôi bạn. Con này thì tem xong 700 mấy luôn, xịn xịn ha. Đấy rồi, lát nữa mình sẽ về mình lai tạo thử các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng ở đây, mình sẽ vừa clear và vừa tìm thêm mấy con mega nữa mới được. Phía ở đây thì có cục thính màu vàng nữa nè. Thính màu vàng hay có được, trời ơi nó vừa debone đi luôn á. Người tính vừa nói là cục thính màu vàng hay có được quyển lắm. Rồi nó qua đó nó vừa debone đi luôn. Ở phía đằng trước thì mình thấy có thêm một cái cục màu tím mà hình như là cũng debone mất tiêu luôn hay gì á. Rồi luôn, mất tiêu luôn rồi anh. Ở đây có con gì á, Gigan. Gigan này ghê quá, mình vô mình phun thử một cái thôi. Con này chơi được không? Ờ hơi đánh con Gigan vô lắm các bạn. Gigan này level có 30 thôi à. Cho nên dễ, chơi được, chơi được, chơi được. Lượn lên, lượn xuống liền. Hit and run với con này là được. Phun lửa một phát nè, lui ra liền, phun thêm một phát nữa, rồi lui ra các bạn, vô mình phun cái mình lui ra, đừng có tiếp cận với cái mỏ của nó là được. Ok, lấy luôn phần thịt của anh nó luôn, mà đó cái túi đồ nè. Sau này mình không biết là cần cần cái tim của nó không các bạn, không biết là mấy con boss trong này có cần cái tim không ha, nhưng mà cứ lụm về đi, đề phòng trường hợp sau này cần á, thì đi tìm không có, cho nên là lấy đem về luôn. Lượn một vòng đảo núi lửa đó các bạn thì nó lại xuất hiện là con mega nè, nhưng mà là con mega này là con rùa mega các bạn, và tới tận hai con luôn nè. Trời ơi mấy con rùa này spawn đúng nhiều luôn á, trong khi cái con mình cần á thì nó lại spawn rất là hiếm á. Trong này có ăn gen nè. Thôi thì có con nào thì tử con ấy vậy, đánh luôn, quậy cái đuôi một cái ha, né né cái chiêu bong bóng của nó ra. Chiêu phun nước này của nó cũng mạnh lắm nè, đứng ở xa đít nó mình quậy thôi là được. Con này lù đù lắm, cho nên là nó lấy cái đuôi giả cho nó là được. Ok, ôi rớt viên đá rồi các bạn, đây rồi, nãy giờ mới thấy có viên đá đó, có được thêm một viên nữa nè. Và con rùa hồi nãy kia thì có rớt cái túi không, nãy mình đánh nó chết đâu đó gần đây này ha, nhưng mà không có rồi các bạn, được có một cái thôi à. Còn còn lại thì ăn gan thôi. Và chỗ này thì đi được một vòng luôn các bạn, vòng nguyên cái hòn đảo quay trở lại chỗ cái bẫy hồi nãy nữa nè. Thôi cho nên là quay phía đây các bạn, qua phía bên đây mình thấy cái đảo phía bên đây là nó hay xuất hiện ra nhiều hơn nè. Và trong người con này thì có thịt, mình lấy thêm ít các bạn để mình ăn do trên non cái ha. Vòng vòng ở phía bên đây để tìm thêm mấy con mega nữa mới được. Phía bên đây thấy mình thấy tỷ lệ spawn mấy con mega nó kiểu như nó cao hơn á.
cho anh qua phía này để mình đi vòng vòng luôn. Dọc qua phía bên đây mình thấy có thêm một con rùa, à con cóc mega nữa các bạn. Và kế bên thì có con, à con mega thì ít, à hay y, hay y, hay y. Và con này thì rút kinh nghiệm hồi nãy ha, không nên lại gần hết đâu. Mình sẽ xử con này trước đây. Đây, con này thì quẩy đuôi một phát, phun lửa cho một phát nè. Con thì ít chưa thấy mà thấy có con thì y không mà. Và ôi nó có chiêu phun gì á, là mình bị, à bị chảy máu đó các bạn. À con này thì có chiêu đặc biệt đó ha, vậy là tiến quá lên là sẽ có thêm nhiều chiêu đặc biệt hơn nữa đó. Và xong em nói rồi, để thử xem coi có túi đồ không. Xem coi, có túi đồ gì dưới nè. Túi đồ này hình như không phải của nó, nhưng mình cũng phải quay trở lại để mình xem thử là có gì trong này không. À, có mũi tên nữa. Túi này là túi của con Sabintooth thôi à. Rồi, hiếm quá hiếm quá. Phía bên đây thì có thêm nữa nè, rút kinh nghiệm lần hồi nãy, không nên lại gần nữa. Mình sẽ đứng từ xa luôn các bạn. Đấy, phun lửa vô ha. Đó, phun lửa em nó một phát, một là em nó đi à. Và xem coi, rớt cái túi đầu đó kìa. Đó, phải rớt cái túi đầu vậy thì tỷ lệ nó có đầu cao ha. Và con kia thì sao mà nó cứ bay ở trên nên nó bỏ chạy rồi. Chạy nè, xuống mình lụm luôn các bạn. Chắc chắn là có viên đá tiến hóa trong này. Đó, có thêm nữa nè, lụm hết luôn đi ha. Quen u co thì chưa có mà có quá nhiều đá luôn á. Và tiếp tục đi dọc dọc ở phía bên đây thêm nữa các bạn. Có Raptor nữa nè, thôi mình thử Raptor luôn đi. Con rùa kia của mình yếu rồi, phải chờ đợi cho nó hồi phục lại mới được, để cho nó khỏe lại ha, rồi cho nó đánh tiếp. Còn đây thì xử luôn, luyện cấp cho con này của mình luôn các bạn. Lát mà có được viên đá tiến hóa mình sẽ tiến hóa cho con này hoặc là con kia cũng được. Chắc là phải đem về lai tạo chứ các bạn, rồi sau đó thì tiến hóa cho em nó sao ha. Còn bây giờ thì tiếp tục là một vòng nữa thôi, quay trở lại cho chủ nữa rồi nè. À đây các bạn, có thêm một con mega nữa nè các bạn. À con mega này mega thể ít, đây rồi. Tìm kiếm nãy giờ các bạn, toàn là mấy con thể y không á. Bây giờ mới thấy con thể ít nè. Mà nãy giờ không có con thể y nào rớt hết á. Mà em nó cũng ra đi, ui dễ đánh vậy hả. Ôi ơi, mình tưởng nó mạnh lắm chứ. Ai ngờ nó chết, ôi rớt cái túi. Ok, thấy rồi nha, đây rồi, ăn cho nó. Nãy giờ mình liên các bạn, từ trời mưa cho tới tận mưa luôn á. Đánh rất là nhiều những con mega, rùa nước các kiểu, và đây rồi. Nó tiến quá hãy ít cho con Charizard nè các bạn. Ok, và đồ của nó rất là nhiều luôn á, lụm vô luôn á. Còn này là của mấy con Engen nè, nãy bay vòng vòng chiến đấu với nó nè, rớt này luôn rồi. Ok, vậy là sau hồi clear các bạn. Ui dưới đây có thêm một con nữa nè. Ôi con thầy y các bạn, ôi thầy y xuất hiện nhiều quá ha. Con này 400+ luôn nè, mega luôn các bạn. Để xem coi có may mắn rớt nữa không nha. Đây xem, mà con này thấy nó hiếm lắm các bạn, nó hiếm thì rớt ha, tỷ lệ spawn thì nhiều mà nó hiếm thì rớt cái cục đá tiến quá quá. Và em nó đã ra đi rồi, đánh thử xem có rớt túi đồ không. Ôi không có rớt túi đồ nữa anh, chỉ có cái túi ở phía bên này thôi. Túi này thì không phải của nó rồi. Rồi mình sẽ đi dọc thêm một lần đó bạn, không có thì mình sẽ về mình sẽ nhân giống thử nha. Rồi lại tiếp tục có thêm một con rùa nữa nè các bạn. Rùa thì mình có nhiều rồi anh, cho nên là thôi không đánh em nó nữa đâu. Mình sẽ lựa một vòng thôi, có không mình sẽ làm một phát dịch chuyển về mình lai tạo thử con rồng các bạn, rồi cho nó tiến quá lên luôn. Dọc qua phía bên đây thì có mấy con Raptor thôi, xuống sẵn mình lướt qua một cái để farm thêm phần nguyên liệu nè. Phía bên đây thì để ý mấy con bay bay đó các bạn, nó hay xuất hiện lắm. Và ăn game thì một nùi T-Rex đồ cano đồ nè, xuống là một phát. Nãy giờ thì em nó lên được 13 cấp rồi các bạn, cộng thêm sức mạnh cho em nó ăn, để thử xem coi bây giờ nó phun một phát được bao nhiêu đam rồi ha. 3000 một phát các bạn, 3000 đam một phát. Và thử chiêu quẩy đuôi thử một cái nha, quẩy đuôi thì được 2600 nè. Còn cái chiêu này thì vung cho một phát 4000+ các bạn, ngon lành luôn ha. Bên đây thì có cục thính màu đỏ, nó cũng rớt xuống tới dưới nước rồi. Có cây súng nè, hồi cũng bình thường thôi ha. Nãy giờ đi săn cũng nhiều rồi, trời sương mù cái kiểu âm mưu nữa rồi. Thôi dịch chuyển về với lại căn cứ của mình luôn cái đã. Mình sẽ thử cho con rồng này lai tạo thử bạn, có được 2 con rồi, lai tạo thử xem có ra con baby xịn hơn nữa không nha. Đây, mình sẽ để em nó ở trên này luôn các bạn. Đó, còn không được. Ôi, mình thấy có tim nhỏ rồi các bạn. Đó, mình thấy hai em nó là có tim nhỏ rồi đó. Bật cái tính năng sinh sản lên nữa thì chắc là sẽ được đó, thử rồi. Bên đây thì cũng thử luôn. Thì đó, bắt đầu có hiệu ứng nổi tim rồi các bạn. À, vậy là mình có thể lai tạo được mấy con này luôn á, để cho nó lên con xịn hơn nữa. Và đồ rồi, quá trời quá đất luôn các bạn. Để kiểm tra là thử sang coi. Hồi nãy là Venusaurus rồi bạn, được 2 cái luôn này ha. Còn ở trên này thì được thêm cái con này là của con rùa nước nè. Còn cái này là của con
Đó, Charizard thì ít nè các bạn. Còn này là của con ong nha. Và đồ linh tinh rất là nhiều, mấy cái đầu thì kim rồi nè. Mình sẽ dục bỏ bớt đi, trong lúc chờ đợi nó đẻ trứng luôn nha. 70 mấy% các bạn, chờ đợi thêm một chút thôi đi ha. Mấy cái vật phẩm tiến hóa thì chắc là mình sẽ để dành ở trong cái rương này đi, để dành cho mày đó, bỏ trong này hết. Sau này có mấy con như Venusaur các bạn, mình sẽ tiến hóa cho nó lên Mega luôn ha. Còn bây giờ thì sử dụng viên đá này nè, Charizard thể ít luôn. Mấy con thể y spawn quá trời quá đất luôn các bạn, mà đánh nó không có rớt nha. Nó có thể ít thôi, mà cũng như là ở tập trước thì có nhiều bạn kêu mình là tiến hóa thể ít nó sẽ ra cái con màu đen đen xanh xanh đó các bạn, nó sẽ mạnh hơn ha. Mình sẽ thử xem coi nó mạnh cỡ nào đây. Ở đây rồi, xem coi cái trứng nó đâu á. Trứng nó thấy là bạn nhỏ xíu luôn ha, nhỏ xíu như cái trứng rùa luôn á. Và con này mình cũng sẽ tắt đi cái tính năng sinh sản của em nó luôn. Và đây rồi, lụm luôn. Mình sẽ thử đem vô trong cái máy này thử xem coi ấp được không cái đã, xem thử luôn. Con này thì dục ra phía bên ngoài đủ nhiệt không? Đủ nhiệt luôn các bạn, còn có 6 cái máy thôi là ấp được rồi anh, tuột xuống nhanh cực kỳ luôn á. Mình sẽ ra phía bên ngoài để mình tiến hóa luôn các bạn. Bây giờ thì tiến hóa cho con nào bây giờ? Con nha. Rồi, con này của mình đó bạn, đây con này của mình hiện tại là đồ rất là nhiều luôn, và lấy cho trên người của mình thì nặng luôn rồi, cho nên là sẽ tạm thời cho con này giữ giúp mình đi á, là mình lấy ra luôn để tiến hóa cho em này mới được. Không bỏ vô và bật menu tiến hóa. Con này thì nếu mà viên đá ít thì có chọn y được không? Chọn y không được ha, cho nên là chỉ có chọn ít thôi. Và đó cũng có hiệu ứng tiến hóa luôn, mà con này thì không thấy vòng vòng ha, nó cà giật kìa. Rồi xem coi, biên một phát, wow, chuyển sang màu xanh đẹp ghê luôn các bạn. Ôi ôi con ha, nhìn đẹp ghê ha. Mình sẽ thử sức mạnh của nó sau đi. Và bây giờ thì cho nó đứng ngay một cái, cho nó vô trong quả cầu Pokemon của mình luôn các bạn. Đó, mỗi lần tiến hóa là phải hút nó vô trở lại ha. Và vô phía bên trong thử xem coi em trong này nở chưa cái đã. Biên, ồ, ra con baby cấp 1 các bạn. Con cấp 1 này thì level 700 luôn hả. Ôi ôi, chỉ số của nó thì sao đây? Rồi, chỉ số sức mạnh của kia các bạn, đột biến chỉ số sức mạnh rồi, 131 luôn. Ôi ôi, xịn 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 nha. Mình sẽ cho nó follow sát bên mình luôn các bạn, để dễ dàng dẫn nó đi hơn nha. Đó, sát chân luôn, dẫn dẫn nó ra phía bên ngoài này. Đây rồi, cho đứng đây đi. Mình sẽ lấy thịt cho em nó ăn luôn. Thịt thì con này thì đang giữ nè, nhiều lắm. Lấy 5.000 thịt gieo bỏ cho em nó ăn luôn. Chờ để cho từ từ nó lớn các bạn. Con này có cái đuôi phát sáng lên nhìn đẹp quá. Con này mà mình luyện cấp lên nữa thì cho nó tiến hóa các bạn, giống giống kiểu con rùa ha, là xịn lắm luôn á. Và Charizard thì ít đây, để mình cho nó ra phía bên ngoài để mình thử sức mạnh luôn các bạn. Hồi nãy đánh một phát nó chết luôn à, cho nên chưa thấy chiêu. Và đây là chiêu chuột phải nè, chiêu chuột phải nó bóp cái gì á, mình cộng điểm cho nó lên nhé. Rồi, test thử sức mạnh mặc định của nó cái đã, đánh thường thử nghe. Đánh thường 400 mấy đang các bạn, cũng thuộc dạng tầm tạm á. Còn chiêu chuột phải của nó bây giờ thì là cái chiêu búp gì á, còn chiêu phun lửa thì bắn ra quả cầu. Rồi không còn phun lửa như hồi nãy nữa các bạn, bắn qua quả cầu nổ nổ nè. Ủa 7 mấy đam hả, cái chiêu này bây giờ bắn sida lắm luôn á. Bắn nè, rồi bắn quả cầu như quả cầu màu tím tím ra, nó không còn phun lửa đó ăn, nhưng mà được có 100 mấy đam một phát thôi cơ. Nó không có kéo dây đam nữa mà nó chuyển sang cái hiệu ứng khác rồi, mình thấy nó hơi bị sida hơn rồi đó. Nhưng mà cộng thêm sức mạnh cho nó thử cái nha. Trời ơi con này sao á. Mình cứ tưởng tiến hóa lên là mạnh hơn á, chứ mà sao nó thấy nó hơi củ chuối chút các bạn. Mình thử lại với cái con này bự bự hơn chút thôi. Đây đây, mấy đây này có con rùa đó bạn, và chuột phải của nó là cái chiêu búp cái hiệu ứng gì đó bạn, hình con rồng một tiếng tím á, có thể búp được 2 chiêu luôn nữa nè. Búp lên rồi bắn thử xem có mạnh hơn không nha. Thôi cũng vậy à. Trời ơi, mất đi cái chiêu phun lửa ngon lành, cái chiêu phun lửa đang phun kéo mình một dây đam mà một phát thì mình nhớ là lúc mà chưa có cộng điểm cho nó các bạn, lúc đầu mình bắt nó là phải 200 mấy đam một phát, mà con này thì tôi bắn này không thấy có hiệu ứng gì ngon hết anh. Còn chiêu chuột phải bây giờ là búp lên rồi, thử lại gần thử này, sử dụng chiêu chuột phải thử các bạn có công dụng gì không nha. Sử dụng chiêu phải phải đang bay à? Phải đang bay nó mới sử dụng được các bạn. Đang gần đen nhảy, điệu nhảy của rồng á. Và hình như là nó bay nhanh hơn các bạn, nhìn nó nè. Nó giật 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 liên tục luôn ha. Có vẻ như là nó bay nhanh hơn cái con rồng kia, nhưng mà nó lại đánh không được mạnh bằng.
Rồi game chôn thì chơi rồi, đang tự mạnh các bạn tiến quá xong trở thành yếu đi rồi. Bắn cái quả cầu xuống dưới nó nổ ra, nó cua sủa ra như pháo bông vậy đó, nhưng mà đam thì không cao đâu. Để mình về mình thử đam mặc định của cái con kia luôn các bạn, con mới bắt nè, mình chưa có cộng điểm á, thử lại chiêu vùng lửa của nó nha, để so sánh sau khi tiến quá với lại trước khi tiến quá thử rồi. Hai con này nè, chưa khi tiến quá đó bạn thì nó bay hơi chậm á, nhưng mà nó được cái ở chiêu phun lửa này nè, đó chiêu phun lửa này thì kéo nguyên một giây đã lắm, cho nên là quay trở lại để thử một phát với lại con ủng ỉm ở phía trong này luôn, bắn một phát nè, đó 200 mấy đam một phát các bạn, kéo nguyên một giây là chết liền luôn á. Con này mà luyện cấp lên nữa thì khủng khiếp lắm. Và xem coi chỉ số gốc của nó thì con này rồi. À 131 nè các bạn. Chỉ số máu của nó thì 125 ha. Hàng gì cái con baby hồi nãy đều được thừa hưởng chỉ số của con đực này nè, cho nên nó cũng khá là xịn. Nó thật sự luôn. Trời ơi tiến quá ngược rồi. Nó không như là trong phim ha, trong phim người ta tiến quá lên là mạnh hơn, còn trong phim, còn trong game á thì tiến quá trở nên cùi hơn. Và con này thì lên được 12 cấp, mình sẽ cộng thêm một chút sức mạnh cho em nó. Sau khi mà có sức mạnh xong á thì mọi thứ sẽ thay đổi liền nè. Vung một phát nè, đó 800 đam các bạn, vung cho nó một phát mới được. Một phát là chết à, mấy con này yếu quá không có kéo đi một giây được. Như vậy là trong tập ngày hôm nay thì mình cũng đã tiến quá thành công được cho cái con Charizard của mình các bạn, lên Mega Charizard thời ít luôn. Nhưng mà cái kết là nó không có được mạnh như là mình mong muốn ha, mình vẫn cảm thấy con Charizard bình thường nó mạnh hơn với cái chiêu phun lửa kéo nguyên một giây, còn con hay ít thì nó hơi sida một chút các bạn. Sau này mình sẽ tìm thêm cái con hệ y các bạn, hy vọng là mình may mắn có thêm được cái viên đá hệ y ha, để mình tiến hóa luôn các bạn, để thử luôn, để có bộ sưu tập ít với y luôn ha. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái series Pokemon của mình thì cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình biết các bạn thích, mình làm tiếp cho các bạn cùng xem đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.